Công an thành phố Hà Nội đã có kế hoạch phân luồng giao thông để đón đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam vào ngày 12 và 13 tháng này. Cụ thể là từ 12 giờ đến 21 giờ 30 ngày 12 tháng 12 và từ 7 giờ 30 đến 17 giờ ngày 13 tháng 12 sẽ tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải trên một số tuyến đường giao thông, trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường, xe giải quyết, khắc phục sự cố hay là xe chở khách tuyến cố định. Đồng thời cũng sẽ hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn của các quận huyện Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh. Người dân cần chấp hành luật giao thông đường bộ và nhường đường cho xe ưu tiên theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.